Hi, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn cách kiếm tiền trong game The Hiệp Review này. Thì như các bạn đã biết, thì ngoài đi ải ra thì chúng ta sẽ kiếm được tiền. Thường thì ải càng cao thì số tiền được ra càng lớn. Thì song song đó, chúng ta sẽ kiếm được tiền bằng cách vào ải tin ăn và mời thêm bạn bè. Thì mỗi ngày chúng ta sẽ mời được 10 người, tức là 10 lượt. Thì một lượt sẽ có thêm được 5.000 tiền. Với một điều kiện là khi được kiện của chúng ta gấp 1,2 lần đồng đội. Thì các bạn biết làm sao lực kiểu mình gấp được 1,2 lần đồng đội và làm sao để kiếm tiền, để có tiền khi mời đồng đội. Thì đây, các bạn nhìn kỹ bảng level 42 Piu Piu. Thì ở dòng mời thì chúng ta sẽ, nó sẽ hiện thêm dòng chữ là thưởng thêm, tức là khi các bạn mời những bạn này thì khi vượt qua được ải, lưu ý là khi giúp các bạn này vượt qua được ải tin ăn đó, có nghĩa là đến boss cuối cùng thì chúng ta sẽ nhận được 5.000 vàng lá trong tên một người. Thì mỗi ngày chúng ta sẽ kiếm được 50k vàng. Và thứ hai là đây, tích tiêu bánh bao. Thì ở tích tiêu bánh bao này mình đang tích được ở một số 16, 17. Thì đó, thì ở tích tiêu bánh bao này thì nó sẽ mỗi ngày tiêu 60 bánh bao. Mỗi khi mình tiêu 60 bánh bao thì sẽ nhận được, đây, theo từng mức, mức 1, mức 2 và mức 3, thì chúng ta sẽ nhận được những mức này. Và có thể chúng ta sẽ nhận được lá vàng. À, mình xin lỗi, lá xanh. Đấy, tích tiêu càng nhiều thì sẽ nhận được những phần quà rất là hấp dẫn. Và tích tiêu đến mục sự 30 thì chúng ta sẽ nhận được thêm tự vấn tin level 3 đá này, rồi đá rất là hiếm. Thì mình cũng đã có làm video về loại làm sao để kiếm được loại đá này, thì các bạn có thể mở lại để xem video. Mình sẽ không review lại nữa. Thì ngoài ra, ở mức đây là những mức thưởng miễn phí. Thì những mức thưởng này khi chúng ta sử dụng bánh bao thì sẽ được thưởng miễn phí. Ngoài ra chúng ta sẽ được thưởng thêm với một điều kiện là chúng ta phải nạp 117.000 thì chúng ta được thưởng thêm những gì ở gói 117.000. Thứ nhất là ngọc phỉ thúy càng quét, thứ hai là thưởng nhiệm vụ môn phái tăng 20%, tức là nhiệm vụ môn phái sẽ tăng 20% tất cả các mặt về cho mình. Và thứ ba là sẽ tăng số lần đóng góp môn phái, tức là sẽ tăng số lần đóng góp môn phái bằng vàng lá và xanh lá. Thì ở hiện tại thì ở xanh lá của chúng ta là 5 và vàng lá của chúng ta cũng là 5. Và uống rượu sẽ nhận được đến 20% chiêu hiền lành. Các bạn chưa biết chiếu hiền lành là gì đúng không ạ? Thì chiếu hiền lành là đây, mình sẽ review qua. Đây, chúng ta sẽ vào quần hiệp lục và chúng ta sẽ có những chiếu hiền lành. Đây, mình hiện tại mình đang có 25 chiếu hiền lành. Chiếu hiền lành này thì chúng ta sẽ đổi những ảnh thẻ này để chúng ta nâng cấp quân hiệp, tức là nâng cấp lực tiến. Đây, mình có thể kích hoạt, ví dụ mình đang có tiêu tháp, mình kích hoạt thì sẽ được Alika cộng 2, HP cộng 6, đám kiếm cộng 2, đúng không? Thì mình sẽ tự kích hoạt cho các bạn xem nhé. Đấy, nó sẽ cộng thêm vào đám trực tiếp cho mình. Đó là thẻ quân hiệp. Ngoài ra, chúng ta có thể vào vị tiếng lâu để uống bằng vàng lá hoặc là uống
bằng lá ngọc. Đó thì hiện tại mình đã nhận được móc 17. Ngoài ra thì chúng ta có thể nhận được bằng cách vàng lá và lá phỉ thúy. Thì bằng cách là khi chúng ta vượt qua được những ải tín ăn thường hoặc là những ải thường hoặc là những ải tín ăn thì chúng ta sẽ nhận được những lá phỉ thúy và lá vàng này. Hiện tại thì mình đã nhận được rất nhiều vàng. Và thứ ba là về chỗ cá nhân thì đây, nó sẽ cho chúng ta nhận được ở những mục này xã giao, chúng ta trả ở cánh thế giới 50 lần thì sẽ nhận được 10.000 vàng lá, và đăng nhập 7 ngày chúng ta sẽ nhận quyền tuyển học. Thì quyền tuyển học này chúng ta sẽ học được kỹ năng ở đây và chiêu thức vào tuyển học. Thì đây chúng ta sẽ tăng cấp được hai loại kỹ năng này. Thì hiện tại mình đang có 9 điểm nên chưa thể học được. Đó, đó là những cách mà chúng ta kiếm được xanh lá và lá phỉ thúy để tích tiền, để tích tiền tăng sức tiêu hoặc là tăng đam. Đây mình sẽ tăng cấp độ level cho vũ khí này, bằng thấy không, 45k và tăng một phát mất 33k vàng. Cũng là hút máu quá đi à. Thì video của mình cũng đến đây là kết thúc. Các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, mình sẽ làm thêm những video mới để review cho các bạn xem, rồi cho dành cho những bạn tân thủ. Còn đối với các pro thì mình phải cần học hỏi những các pro rất là nhiều.